đã đến với đêm nhạc acoustic tại Đá Sài Gòn vào thứ tư hàng tuần. Và cũng như chủ đề vừa qua thì chủ đề đêm hôm nay là những ô cửa nắng. Thật ra thì cũng tình cờ, tại vì những ngày gần đây thì ở Long Xuyên mình mưa rất là nhiều. Do đó thì xin phép được hát những bài hát sâu lắng, cũng như là đốt cháy mọi người để mọi người ấm hơn giữa mùa mưa như thế này. Và một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đến với đêm nhạc acoustic tại quán Sài Gòn vào tối hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều.